Xin chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi phần tin nóng thể thao trên channel của Thể thao VTV. Đừng quên cho chúng tôi một like và subscribe để liên tục cập nhật được những thông tin đáng chú ý nhất của thể thao trong nước và quốc tế. Các giải vô địch quốc gia đã khép lại rồi. Với những cầu thủ không tham dự trận chung kết của UEFA Champions League thì giờ chính là thời gian để họ có thể hội quân cùng với đội tuyển quốc gia tham dự UEFA Nations League. Đội tuyển Bồ Đào Nha của siêu sao Cristiano Ronaldo là một trong số những đội tập trung sớm nhất. Ronaldo đã có mặt trên tuyển Bồ Đào Nha để tập luyện chuẩn bị cho loạt trận tại UEFA Nations League. Sở dĩ đội tuyển Bồ Đào Nha tập trung sớm đến như vậy là vì họ sẽ phải đối mặt với một lịch thi đấu dày đặc trong khoảng thời gian sắp tới. Họ sẽ phải đối mặt với đội tuyển Tây Ban Nha vào ngày 2 tháng 6, sau đó sẽ là lần lượt với các đối thủ Thụy Sĩ, Cộng hòa Séc và trận đấu cuối cùng là gặp lại các cầu thủ của đội tuyển Thụy Sĩ vào ngày 12 tháng 6. Như vậy là tổng cộng Ronaldo và các đồng đội sẽ phải thi đấu 4 trận trong khoảng thời gian là 11 ngày. Khó khăn là như vậy, thế nhưng ngôi sao của Manchester United cùng với các đồng đội vẫn tỏ ra vô cùng hào hứng và vui vẻ ở buổi tập đầu tiên của đội tuyển Bồ Đào Nha. Sự chuẩn bị tốt cho UEFA Nations League cũng sẽ là bước đà vô cùng quan trọng để đội tuyển Bồ Đào Nha có thể hướng đến World Cup 2022 tại Qatar vào cuối năm nay. Rạng sáng ngày 29 tháng 5 theo giờ Việt Nam, trận đấu đỉnh cao cuối cùng sẽ khép lại một mùa bóng nữa ở châu Âu. Real Madrid lần thứ 3 chạm trán với Liverpool ở chung kết cúp C1 châu Âu, nhiều nhất trong lịch sử. Hãy nói về đội bóng Tây Ban Nha trước nhé. Để đến được trận chung kết này thì Real Madrid đã phải trải qua một trong những giải đấu khó khăn và bất ngờ nhất khi lội ngược dòng đánh bại hầu hết những ứng cử viên hàng đầu. Và đây là tất cả những gì bạn cần biết về họ trước khi ra sân vào đêm mai. Đêm qua theo giờ Việt Nam, 26 cầu thủ đăng ký cùng với ban huấn luyện và quan chức của Real Madrid đã đặt chân đến Paris. Toàn đội diện sút đen sang trọng và báo chí Anh đã so sánh rằng phong cách này của họ rất giống với những tài tử của Hollywood. Trong những ngày qua thì các buổi tập của Real Madrid đều có đầy đủ đội hình mạnh nhất. Lo ngại chấn thương hiếm hoi là về hậu vệ David Alaba thì cũng đã tập với những cường độ bình thường rồi. Cái tên được đăng ký gây chút bàn tán đó chính là Gareth Bale. Nếu được ra sân thì đây có thể sẽ là trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo của Real Madrid. Bale là cầu thủ đẳng cấp nhưng gặp vấn đề với câu lạc bộ và rất ít khi được sử dụng trong mùa giải vừa rồi. Năm 2018, Gareth Bale ghi 2 bàn thắng vào lưới của Liverpool trong trận chung kết của UEFA Champions League. Báo chí Tây Ban Nha bật mí một bí quyết chiến thắng của Real Madrid trong mùa giải này. Đó chính là Carlo Ancelotti cứ trước mỗi trận đấu thì lại cho các cầu thủ xem lại màn lội ngược dòng kịch tính trước đó của họ. Chính vì vậy nên huấn luyện viên người Italia đã khẳng định rằng vào buổi sáng ngày diễn ra trận chung kết, toàn đội chắc chắn sẽ lại ngồi xem lại chiến thắng của Real Madrid trước Paris Saint-Germain, Chelsea và Manchester City. Trận đấu chung kết còn có một cuộc đối đầu được quan tâm nữa, đó chính là giữa chủ tịch Florentino Perez và chủ tịch của UEFA Alexander Seferin. Cả hai đã có những mâu thuẫn lớn và nặng lời với nhau trên truyền thông sau khi chủ tịch của Real Madrid khởi xướng giải đấu Super League. Trước trận chung kết sẽ có một bữa tối truyền thống giữa các bên và gần như là chắc chắn hai nhân vật này sẽ gặp nhau. Ông Perez sang Pháp cùng với chuyến bay của các cầu thủ và trước khi đi, ông đã đón nhận tin vui khi mà Real Madrid đã vượt mặt Barcelona để trở thành đội bóng có giá trị cao nhất thế giới với 4,1 tỷ đô la Mỹ theo số liệu thống kê của tạp chí Forbes. Với các cầu thủ hay các ngôi sao thể thao thì việc thay đổi kiểu tóc thường xuyên, xăm mình hay là bấm khuyên đôi khi cũng là cách để họ thể hiện cá tính. Có lẽ tất cả trong số họ cũng không thể nghĩ được rằng đến một ngày lại bị cấm thi đấu vì cho thích một trong số 3 điều kể trên. Lewis Hamilton giờ cũng đang phải cảm thấy vô cùng đau đầu về những trang sức điệu đà của mình. Tại GP Miami cách đây không lâu thì Lewis Hamilton xuất hiện trong buổi họp báo và đeo nhẫn trên tất cả các ngón tay, vòng cổ và 3 chiếc đồng hồ đã thể hiện rõ được sự thách thức trước lệnh cấm của FIA. Tuy nhiên, ngay sau đó thì Lewis Hamilton cuối cùng cũng đã phải loại bỏ tất cả những trang sức của mình, trừ chiếc khuyên mũi, và FIA đã ra lệnh miễn trừ cho Hamilton để được tham dự GP Miami. Được biết thì FIA có quy định cấm các tay đua đeo trang sức trong quá trình tham dự F1. Trong khi đó thì Hamilton đã bất chấp lệnh cấm từ FIA khi xuất hiện tại GP Monaco với một chiếc khuyên mũi gây tranh cãi. Rất có thể thì FIA sẽ phải tiếp tục ra lệnh miễn trừ cho Hamilton nếu như không muốn thiếu vắng tay đua chứ danh này tại chặng đua của GP Monaco.
Trong ngày hôm qua thì đã tiếp tục diễn ra các trận đấu vô cùng hấp dẫn tại giải quần vợt Pháp mở rộng. Ở nội dung đơn nữ thì tay vợt Iga Swiatek vẫn đang tỏ ra mình không có đối thủ trên mặt sân đất nện sở trường. Iga Swiatek vừa có chiến thắng dễ dàng với tỷ số 2-0 trước tay vợt người Mỹ Alison Risker. Tỷ số của các set đều rất áp đảo, cụ thể là 6-0 và 6-2. Với chiến thắng này thì Swiatek cũng đã nối dài được chuỗi trận thắng liên tiếp của mình lên con số 30. Tôi không chắc rằng mình có thể giữ được chuỗi thắng này đến bao giờ. Tuy nhiên, nếu tôi có mất chuỗi thắng này thì cũng chẳng có gì phải buồn cả. Mỗi một thất bại sẽ khiến cho tôi khát khao chiến thắng nhiều hơn nữa. Tay vợt người Ba Lan hiện đang đứng thứ tư trong số những tay vợt có chuỗi trận thắng dài nhất. Đứng đầu đang là Venus Williams với 35 trận thắng, sau đó lần lượt là Serena Williams với 34 trận và Justine Henin với 32 trận. Trong khi đó, ở nội dung đơn nam, tay vợt hạt giống số 4 của giải là Stefanos Tsitsipas vừa mới phải trải qua một trận đấu vô cùng khó khăn trước đối thủ phải thi đấu vòng loại là Jannik Kolar. Sau khi có chiến thắng 6-3 ở set 1 thì tất cả các set đấu còn lại của trận đấu này đều phải cần tới là tie break để có thể phân định được thắng thua. Tsitsipas chiến thắng kịch tính 10-8 ở loạt tie break đầu tiên, sau đó thì cũng đã để thua chóng vánh 3-7 ở loạt tie break tiếp theo. Rất may ở loạt tie break thứ 3 thì đẳng cấp của tay vợt người Hy Lạp đã lên tiếng đúng lúc để giúp anh có được chiến thắng 9-7, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-1 trước Kolar sau hơn 4 giờ thi đấu. Dưới thời tân huấn luyện viên Gong Okyun thì U23 Việt Nam đã bắt đầu có những sự thay đổi rất nhiều so với thời của huấn luyện viên Park Hang-seo. Và sự thay đổi thú vị nhất mà các cầu thủ được trải qua có lẽ là được tập luyện dưới nền nhạc sàn sôi động trong suốt những buổi tập. Cùng với đó là ban cán sự mới cũng đã được lộ diện. Và những thông tin của đội tuyển U23 Việt Nam cũng sẽ khép lại phần tin nóng thể thao ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại! Thông tin mới nhất từ đội tuyển U23 Việt Nam, huấn luyện viên trưởng Gong Okyun đã chỉ định Bùi Hoàng Việt Anh làm đội trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam khi tranh tài tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. Hai đội phó sẽ là thủ môn Nguyễn Văn Toản và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh. Huấn luyện viên Gong Okyun mang 25 cầu thủ sang Dubai tập huấn từ ngày 25 tháng 5. Sau 3 ngày tập luyện, đội sẽ giao hữu với chủ nhà U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trước khi sang Uzbekistan tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Nhằm giúp cho các cầu thủ làm quen với khung giờ thi đấu chính thức, huấn luyện viên Gong Okyun cho bắt đầu các buổi tập vào lúc 19 giờ theo giờ địa phương, tức là 22 giờ theo giờ Hà Nội. Ông cũng chia các buổi tập làm hai phần để phù hợp với thể lực của hai nhóm cầu thủ khác nhau, nhóm dự SEA Games 31 và nhóm tập luyện cùng với ông từ trước. Tất cả các trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam cũng như các trận đấu tại vòng chung kết U23 châu Á đều được Đài truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 19 tháng 6. Kính mời quý vị khán giả cùng chú ý đón xem.